đường không? Bán cho con một ly trà đường đi. Anh Caramel uống gì không? Một ly là bao nhiêu tiền vậy cô? 10.000. Cô bán trên ghe vậy thôi hả? Dọc đường vào phần nó có bệnh nền đó, rồi người ta kêu nó có kêu nó chích vaccine đó. Vaccine? Chích vaccine. Rồi sau nhỏ cái rồi chích dầu vô, cái nó vô mong cơm ăn, cái nó gục lên gục xuống vậy nè. Ê tôi la nó, tôi nó hồng. Hồi vô ăn cơm rảnh gì ăn cơm gục vô bà vua. Cái nó buồn ngủ quá, mệt quá, hoài quá. Thôi bà ăn đi, con ngủ ăn đi. Làm gì đó. Giờ thôi mới dẫn nó đi ra ngoài ở trước thằng ba đó. Bà để cho nó lên trên cái chổng cho nó nằm. Nằm cái tôi mới điện cho kêu chị dâu nó lên. Thì nó thấy là thôi con ấy mà con chở mà Hồng đi bệnh viện nha. Rồi má xuống sao là trên này tôi gọi chị nãy tôi đi xuống đó. Rồi cái nó nói con má đi luôn đi. Nó không con đi xuống trước cho má xuống liền. Tôi nói vậy đó. Rồi đi xuống dưới rồi bác sĩ coi bác sĩ bắt đầu. Mà thấy đồ đây là biết là đồ chất lượng. Dạ, tiền nào của nấy hả chú ha? Chả này chả cá hắc lát hay là lạc hạt lạc khác lát luôn, hạt lát với thịt. Này mình bán dân lao động bình dân. Chị bán đây là lâu chưa? Cũng 2-3 năm này. 2-3 năm, bán chỗ này luôn hả? Bán chỗ này luôn. Ngoài chị bán chú chiên, khoai lang chiên, chị bán ngoài sau nữa hả? Hay của người khác? Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy đang có mặt tại chợ cá Châu Đốc, còn gọi là chợ này là chợ nông sản, chợ thực phẩm và chợ còn gọi chung là chợ cá luôn nha cả nhà. Thì hôm nay thì Song Thủy sẽ mời cả nhà đi chợ với Song Thủy xem chợ không khí chợ hôm nay thì sẽ như thế nào nha. Thì ngày hôm nay thì cũng gần ngày Tết Dương lịch rồi đó cả nhà. Nên là không khí ở đây thì khá là náo nhiệt. Từ nhà Song Thủy đi ra đây thì cũng gần lắm, tầm khoảng 5 phút là tới chợ rồi. Ui, xe nha, cẩn thận nha. Xe là từ hai phía nên là phải cẩn thận trước sau. Đây là chợ Châu Đốc, đạt tiêu chí văn minh thương mại nha. Bây giờ hồi nãy thì Song Thủy gửi xe đây rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong này để mà khám phá chợ nha. Khi mà đi vào đây thì mình sẽ gửi xe, một là xe đạp thì 2.000, xe gắn máy thì 5.000. Chợ này khu vực chợ này thì sẽ bán hải sản nè, rồi cá nè, rồi nói chung là nhiều loại lắm. Mình sẽ đi từ từ để mình khám phá nha. Khu vực này thì là sẽ hải sản, sẽ có bạch tuộc nè, con mực nè, rồi mực nang, mực lá. Con này con mực nang. Con này con mực ống. Đó. Cái con cá này giống con cá sủ ha. Không biết phải là con cá sủ con không. Ngoài ra khu vực này thì sẽ có tôm, ghẹ, cua. Rồi những cái con cá biển, cá nục, cá cam. Đó. Bây giờ khách đang điện để mà chốt đơn, Song Thủy cũng chút xíu rồi Song Thủy sẽ điện lại nha. Em chào chị nha, cho em xem tí xíu nha. Mùa này là mùa hình như là cái con cá heo nè. Cá heo này mà mình kho lạc á, ngon lắm. Ôi, quầy của chị quá trời nhiều cá luôn. Cá heo có nè, cá bông, cá lóc bông. Rồi con cá lưỡi trâu. Con cá này kho tiêu ngon nè, con cá này là cá bóng. Đó. Cá bóng kho tiêu là cực kỳ ngon luôn. Đó, em cảm ơn chị nha. Con chào cô nha, con tôm này là tôm càng xanh đúng không cô? Tôm càng xanh. Cái càng nó hai bên nó là xanh nè. 1 ký 350. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đây, mình sẽ qua bên đây ha. Ôi, cô đang làm con cá gì vậy cô? Chả cá gì vậy cô? Cá hắc lát. Ở đây cô dùng một cái muỗng cô cạo ha. À, có
có kéo như vậy nữa, nhưng mà cô thấy cô để cạo để sợ cái lớp thịt nó vẫn còn dính hả cô ha? Ừ, dạ, nó có đó. Đó, đó ha. Dạ. Wow. Lên nó ngoài luôn. Cái 250. Đó, có thắc mắc này nữa ha. 200 gram hay là 200 ngàn? 200 gram. Ở đây là cô kén ra rồi, cô có niêm luôn không? Niêm không? Không hả, cô chỉ bán là tươi như vậy thôi đúng không? Dạ. Khách mua quá trời luôn kìa. Để con đi vòng đi, để cho cô chống chỗ cô bán cho khách ha. Ôi, ở khu vực này bán hải sản nhiều quá trời luôn á. Cá kèo nè, con mực nè. Con này là con cá kèo nha. Nó đang xỉu thôi, tại vì người ta đẩy cá cho nó xỉu á. Còn cái con này con mực. Đó, mực bay bì hả? Còn này con bạch tuộc. Còn con mực đó là mực nang á. Mực lá. Không biết phân biệt được con mực lá và mực nang luôn á. Khu vực này là sẽ cá, rất là nhiều loại cá luôn. Cá này cá chạch, cái gì nè? Cá chạch lóng. Cá chạch lóng, đúng rồi. Cá heo nè. Nguyên cá heo nhiều quá vậy. Wow. Con cá điêu hồng. Con cá tra quá hả? Cá mè dinh nè. Cá mè dinh là cá này. Còn cá cóc là cá này đúng không? Cá sủ. Cá sủ. Cá sủ là nước ngọt hả? Ai mà mua khứa vẫn có bán khứa luôn. Cá là to lắm luôn á, mới cắt ra một cái khứa bự như vậy nè. Bự tổ chảng luôn. Cái này là bán gà. Chào cô ạ. Con cá điêu hồng to quá ha. Cá rô. Cá rô này là rô mình á, chứ không phải rô phi, rô mình á, nó to lắm. Dạ. Ui, cô bán chả gì ngộ vậy? Chả này con ngọt, chả con lát. Đã cá hắc lát. Thường là con thấy là làm như vậy nè. Này là con cá nhỏ, con cá bự bên cạo. Con cá bự là cô cạo bằng cái muỗng hả cô? Wow, này đặc biệt à. Con cảm ơn cô nha. Ở đây á, đặc trưng của các cô bán cá là sẽ có những cái khay tròn như thế này nè. Bằng nhôm hay bằng cái gì á là sẽ để cá trước trong này đó, to to không à, không biết là trên hình thì như thế nào nhưng mà ở ngoài là to lắm. Ốc này là ốc lát, ốc bu vàng. Cái bu vàng thì nó hơi vàng vàng, càng cua đồng. Cái con khô này nè là khô cá lóc, người ta lấy xương ra chỉ có cái phần thịt thôi. Lóc phi lê. Phi lê đúng rồi. Ô Hương chào cô. Rồi buổi chiều có bán bò rồi. Bò nướng hả anh? À. Bò sườn mà bò sườn bò quay. Gần nhà mình đúng không? Dạ cô. Cô nghe buổi sáng cô bán thịt heo hả? Buổi chiều cô bán thịt bò. À, một ngày cô bán hai món luôn. Cô thì có một cái quầy xe bán thịt heo, thịt bò mà nướng một nắng hay gì á cô ha? Bò quay, sườn bò quay cực kỳ ngon, xong thì ăn rồi á. Hả? Cảm ơn cô nha. Mình sẽ đi qua đây nha. Cái khu chợ này thì bây giờ thì cũng một phần lớn là giờ này đã cũng trễ ha. Nên là khách đi cũng hơi vơi bớt phần nào, chứ mà sáng là đông lắm. Ăn tôm to ha. Em chào chị nha. Cá bóng nè. Cá bóng. Cá bóng này là bóng sông hay là bóng biển chị hả? Bóng sông. Bóng cá. Ừ. Con cá này cá sát nè. Sát sông nè. Sát sông. Sát này mà kho tiêu với ớt ngon lắm. Mà con này con chuột. Con chuột mà to quá ha. Chuột làm sẵn rồi. Em cảm ơn nha. Ngoài ra thì ở đây có những cái xỉa bán thịt bò, thịt heo. Thịt heo thì sẽ để vô cái xỉa này. Dạ không chị cô hả? Đó, những cái xỉa heo to như thế này nè. Do hơi có một xíu máu này là xong thì sẽ lướt qua nhanh. Để không thôi là bị vi phạm bản quyền. Đây là cái trễ nè. Trễ, ôi trời ơi, trễ nhỏ. Ồ. Ừ. Bên đây là heo. Chuyên về bán thịt heo, thịt bò. Ở bên đây thì sẽ là có thịt bò. Cái khu này người ta dọn gần hết rồi.
bây giờ này trễ quá. Rồi bà con đi chợ buổi sáng hả? Sáng là 6, bây giờ là đã đi rồi. Bây giờ này xong Thủy gần 9 giờ sáng con Thủy mới đi. Những cái quầy này là sẽ xen kẽ là những cái quầy mà nông sản, những cái rau củ quả thì sẽ xen với cái khu vực mà cá. Còn dưới này là sẽ là khu vực nông sản không nè. Có đa dạng lắm. Khoai này là khoai mỡ, khoai này khoai mỡ. Còn cái này là củ sắn, là củ đậu nè. Hôm qua là cũng có nhiều khán giả điện cho Song Thủy hỏi: ủa Song Thủy ơi, bây giờ gia đình anh là đang hoang mang giữa cây nhau, giữa hai cái củ mà Song Thủy vừa ấp là củ quyền á, có phải là củ đậu không hay là củ sắn không? Tại vì nhìn nó là y chang luôn, gia đình anh nói là củ sắn còn anh là nói củ quyền. Nên là điện là xác minh với Song Thủy là Song Thủy nói dạ cái này là củ quyền là mới đúng, còn củ sắn là không phải. Củ sắn là nó sẽ như thế này nè, củ sắn là nó sẽ không có mấy cái rau, mấy cái lông ở phía ngoài này như vậy nè. Nói chung là Song Thủy cũng bị giống như bị lẫn lộn giữa hai cái loại củ đó, nên là cũng muốn là chia sẻ rộng rãi để mọi người đều biết được cái loại mà củ cũng hơi bị khó kiếm á. Dầu dừa ở đây cô sẽ hấn một chai. Ơi khúc này hình như là vắng quá. Đi vô khu vực này là sẽ là chuyên về dừa nạo, nước dừa, dầu dừa, rồi thêm cái là nước màu dừa nữa. Nước màu dừa là mình thắng á. Ngon lắm. Ngon lắm, nước màu dừa hay gì mình là sử dụng bằng đường làm nước màu. Ở đây thì sử dụng là dừa làm nước màu, nó sẽ có rất là nhiều công dụng. Còn mà riêng cái dầu dừa là mình sẽ có thể là mình hoa tóc nè, hoặc là mình hoa những cái chỗ mà mình bị thẹo dứt này kia, nó vẫn là rất là tốt luôn. Cơm gà chiên, cơm cánh gà chiên, đùi gà chiên. Nguyên một cái đùi luôn. Hình như là khu vực này còn gọi là chợ chuối đúng không anh? Chuối hồi xưa. Chợ dừa. Chợ chuối sau lưng nhà chị đó. Dạ. Chợ mứ. Cái chợ chốt chợ. Bị bể ngọn rồi đi. Bể ngọn chơi. Khu này là chưa có những cái rào như thế này đâu. Mình gọi là khu vực này là sẽ tập trung là bán chuối nhiều lắm. Chuối đủ loại luôn. Chuối xiêm nè, chuối xanh nè, chuối cao nè. Đó, như vậy tập trung để mà bán chuối. Giờ này là xong phải chảy quá. Chú đang bầu xả. Chú bầu xả bằng tay. Có những cái bó xả, cái bào này là lâu lắm luôn rồi đó. Dạ. Dạ cảm ơn ạ. Sau hầu như là mấy năm quay trở lại thì khu chợ này thì cũng là vắng hơn phần nào. Cái tiểu thương ở đây thì có nhiều sạp sẽ bị đóng lại. Chú đang mần dịch. Mấy con tôm, mấy con tép. Con cá này con cá liềm kìm nè. Con cá liềm kìm. Cá liềm kìm, cá chèm mỡ. Cá chèm mỡ. Cá chèm mỡ là con cá chèn. Cá chèn còn gọi là cá chèn đúng không? Cá chèn con cá kia, còn con cá này cá chèm mỡ. Chèn mỡ. Chèn mỡ nè. Cá này cá liềm kìm nè. Kìm nè. Dạ em cảm ơn. Đông nè.
cá lồng tông, cá cơm to đâu phải cá lồng tông đâu. Cá cơm to quá, tôi cá lồng tông thôi. Bây giờ không thấy cái loại mà cá cơm mà nhỏ xí luôn á cô. Đó mà không dài không có bán. Cá cơm mồm. Dạ. Tôi thấy là cá cơm mồm. Cá mồm. Nó nhỏ xíu thôi siêu. Dạ. Dạ. Cái con cá này là mình cắt từng con á. Nó còn cắt khó hơn con cá linh nữa. Đó, khó hơn cá linh nữa. Cắt phải sạch sẽ như vậy luôn nè. Chứ cái mặt con cá là nó trong trong á. Giờ chỉ ăn thôi. Ờ, chứ là giờ rửa là đi. Rửa thôi là mình kho lên là được rồi. Làm sẵn hoàn hảo hết rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Cái này là cá lóc mình làm khô hả cô? Làm bún. Dạ, bún nước lèo. Bún nước lèo. À. Đây là sẽ làm dãy này kia sạch sẽ, mình mới giao cho khách. Bún nước lèo. Tại vì thấy bên kia có cái sạp khô, tưởng là làm khô. Nhưng mà làm khô đó. Này là làm khô, còn bên kia là làm cho khách đặt là làm bún nước lèo á, mình sẽ là cắt ra làm sạch dãy này kia. Mình về bị chen cần rửa thôi. Em cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Ồ, bây giờ là không có làm bỏ vô cái máy mà mình làm hên hả? Không cho để chợ, mình phải tự tay giặt lông như vậy như hồi xưa. Em thấy anh để mấy cái cọng lông dài dài này để riêng để làm gì vậy? Phơi bán. Phơi bán vẫn được. Thường là làm chổi lông gà đúng không anh? Cầu lông. Cầu lông. Hay ha. À, con vịt thì đâu có làm chổi lông gà được. Em cảm ơn nha. Tại vì á chổi lông gà lấy thợ lông gà, còn mà lông vịt đâu phải gọi là chổi lông gà nữa. Hello chị. Đi chợ hả? À. Khu này cũng là một cái khu vực mà của dưới chợ, khi mà những cái tàu cá thì đánh bắt xong á thì sẽ tập trung di chuyển vô đây để mà bán cho chợ cá. Đó, có rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới mình ủng hộ cho cô đó, thấy cô đó bán cà phê. Ở đây có cá chạy em ha. Có đi đò tham quan nha. Dạ chưa. Ở đây có đò. Dạ. Ui bữa nay nước ngập lên dữ vậy. Nước mới rộng á. Giờ này là nước lên đúng không? Nước sáng là nước mới rộng. Dạ. Cô đang bán gì vậy cô? Nhà em mẹ em coi. Dạ. Cảm ơn nha. Cô có trà đường không? Bán cho con một ly trà đường đi. Anh caramel uống gì không? Một ly là bao nhiêu tiền vậy cô? 10.000. Cô bán trên ghe vậy thôi hả? Cô ơi, giờ này cô biết ai bán cá chép không? Bán hết rồi. Giờ này không còn ai bán hả cô? Cá chép còn không cô? Hết rồi. Giờ này đâu còn cá gì hả anh? Tiện cho kêu mình húng đi. Cá kìa. Em đang kiếm cá chép. Có bao nhiêu con mua? Dạ. Wow. Cái này là mình đi mua cá hả? Ha. À. 720. Đâu có con nào đâu. Thả hồi rồi ơi. À. Chị mới thả mới. Dạ. Đi thả cá. Là chị này là mua cá rồi, đem ra ngoài kia thả rồi. Alo. Đó. Hôm nay hình như là hết cá. Cô bán này là lâu chưa cô? Cô bán này là lâu chưa? Lâu rồi hả? Ây da. Trời ơi nó bập bềnh hả cô ha? Khó ngồi hả cô ha? Của con bao nhiêu tiền cô ha? Ôi. Cô bán thế giờ bán thế bao để con coi thử đi. Con cũng không có luôn nè.
Anh Caramel có không cho xong hãy mượn đi. Ôi dạ. Ờ, có rồi. Dạ con gửi cô nha. Xuồng cô có tủ lạnh nữa nè. Bữa nay là cá nhiều không cô? Nước giật như vậy là cá nhiều không? Nó dám mua vô, sợ mua vô bán không chậm. Nó còn trên kia kìa mà có dám lấy xuống. Là trên trên kia hả? Chờ có phải đi đó thì chạy cái xuồng đò đi luôn trở đi. Trên nào cô? Đi trên kinh tế đi vô. Hả? Xa lắm. Đi vô rồi sẵn đó mình thả luôn đó. Trên đó là bà, nhà của cô hả? Không, nhà tôi đây. Cô sống trên bè hả? Bè. Ổng mắc rồi. Ổng rồi đó, ổng chở khách mà đi không việc riêng nữa, đi quay phim này kia nọ. Dạ. Mấy người miền Tây đó. Dạ. Là chở đi rồi ổng mắc rồi. Bây giờ còn clip của ổng cũng còn đó, nhiều khi mấy đứa nó còn có clip. Mắc lâu chưa cô? Mắc mới có 2 tháng mấy. 2 tháng mấy này thôi. Bị bệnh tim á. Bệnh tim. Chở chú tới. Chú tên gì? Chú rồi nó tên gì? Chú Mừng á. Chú Mừng hả? Có clip đó, có clip hai người mà nó đưa đi lại cái người mà đi lại làng Chăm á. Làng Chăm. Nghe quen rồi chắc biết mặt không không? Biết mặt chú. Chị là không có cá rồi. Hôm nay hơi thất vọng tí xíu. Ủa nhưng mà cô bán cái ghe này nó bập bền quá cô ha. Để con đi xuống mới được chứ giờ nó rồi được không cô? Cô thấy mấy cái lưới này là để làm gì cô? Gửi cô hả? À, giờ này mấy anh đó cũng mấy anh đó là giờ mình những cái tàu cá này hả cô? Dạ. Phúc, đưa bà Sáu đi kìa. Gì hả? Ờ, em tưởng là nếu có sẵn thì em mua. Bữa nay người ta mới lấy hết rồi. Gì hả? Dạ. Người ta cũng hạ cá chép luôn hả anh? Cá chép, cá chè con rồi đó. Ờ. Người ta thích thả nào người ta thả đó. Để em đi bữa nay em ghé lại. Rồi. Dạ. Trời ơi. Sao phải nặng quá leo lên. Nó bị lung lung lay luôn á. Gió lung lay luôn. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Tưởng là xong hỉ là tưởng là bữa nay có cá. Tính ra ghé đây để mà mua ít cá thì hả. Bữa nay nước rồng lên rồi. Nước lên tới trên này luôn. Nước rồng nước giật hả? Nước rồng nước giật hả? Nước rồng nước lớn. Nước rồng là nước lớn. Nước rồng là nước nhỏ chứ. Nước rồng là nó rồng lại rồi bắt đầu tới giờ gì tới chiều này 5-6 giờ nước nó lớn lên. À đầy lên. Rồng là nước xuống mà. Ừ. Nếu mà chiều nay là nó sẽ lên tới trên luôn. Mà tới tối rồi. Nó tới giờ tối chiều hoặc là tới tối tới gần sáng nó mới lên như vậy giờ này nó mới rút xuống. Đưa đồ qua sông. Bên đó là cũng người ta không đi vô cá lại hả anh? Đi mua cá về bán chợ rồi. À. Cá bụng cá này kia rồi đó có thả không nó? Ở đây là khu này là tập trung những cái tàu ghe. Ừ. Cái ghe cá đâu nè. Lên chợ mình bán. Phải đâu? Phải nè. Dễ thôi nè, đỡ mấy người ghê hả? Để cho nó đi dạy giọng đi. Tôi bắt mối nè. Cái này là mình nuôi hay là mình bắt, đánh bắt rồi mình? Bè của người ta nuôi tới tháng, tới ngày cá nó bận rồi người ta ra. Người ta đem ra đây. Mình mua lại. Anh là mua lại hả? À, bây giờ là có dự kiến là bao nhiêu tấn không? Bao nhiêu ký không? Mình muốn mua như mình mua chứ còn à. Bè của nó là cả 100 tấn, 70-80 tấn không có mình nữa. Mua nhiêu đặt nhiêu để trở lại cho mình. Không mình đi lên bè anh bắt luôn chứ đâu. Vậy đó. Bây giờ là anh lên hả? Anh chuẩn bị là lên bờ lên đó là bắt đi, cá đúng không? Đi về đó, đi bắt về đó. À. Ghe này là của anh hả? Của chú đó. Chú đó luôn. Được có việc mà được mà đi giấc sáng nãy ổng ghé đây cái đầu đi theo ổng có gian lên chển hoặc là chân này chở lên chển cái quay ra đang bắt cá đó mấy giờ bự rồi bắt nguồn đó. Thường là mỗi ngày luôn hay là lâu lâu mới có? Mỗi ngày nhưng mà nó bắt tùy theo chỗ.
Dạ. Chứ không phải là chỗ nào cũng bắt cá ta đủ tháng ta ra, đủ ngày ta ra. Là nếu mà đi là đi ghé lại đây sớm rồi đi cùng với mấy anh. Không, có khi cái này đi khi đi xa lắm, bên Hồng Ngự, Đồng Tháp đâu quánh nữa. Cái này là cứ bên của anh Mền thôi. Anh Mừ. Anh Mừ hay anh Mền? Anh Mừ. Anh Mừ. Vậy là chú đó là đã bắt bán cá rồi đúng không? Bây giờ mua, là đi về. Mua cá về để gọng ghe phía mới chạy lên đây bán. Dạ. Giờ là sẽ đi mua. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Có cái ghe cái chạy đây im ha. Thành cái khung bếp luôn. Chạy công đoàn. Chạy công đoàn. Có cây, có cẩm, có bếp, có võng. Mình đi mình sẽ đi lên đây ha. Đây thấy con chó ghê quá, cắn không chú? Không tính người lạ, không có người quen, cái người lạ. Cái này là dạng như người ta mua về, người ta bán á. Nó sẽ có những cái bọc như vậy nè. Trái thanh long trong truyền thuyết. Bạn nghe đừng cắn nha. Trời ơi, có gì đâu sợ, có một mình bọc nó lại. Ôi. Giờ mình sẽ đi đâu không? Okay. Hôm nay là một ngày dành đi chợ. Chợ Châu Đốc sẽ có gì? Wow, bún cua. Em chào chị nha. Giờ này đang nấu bún cua hả chị? Trời ơi, hấp dẫn. Wow. Em không nghĩ là ở khu vực trong này mà vẫn có những cái nồi bún cua luôn á. Chị bán được đá luôn. Bún cua mình bán mấy giờ vậy em? Dạ. Bún cua là thường chị bán mấy giờ? Thường là 10 giờ mấy là có rồi. À. Bắt đầu là em bán. Chị bán bún cua rồi hả? Dạ không, cũng có chị kia kìa. Mà chị đi mua đồ rồi. À, chị là chị bán nước đá. Chị bán nước đá nhưng mà chị trông giùm cái nồi bún cua của chị kia. Chị kia đi mua đồ rồi. Trời ơi. Dạ được, dạ được. Để con đi một vòng nhé. Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Khu này là khu tập quá. Ôi. Đứng đây chẳng mát sông này mát ghê luôn á. Ở bên đây là sấm Chăm. Bên khu vực này là qua sông là sấm Chăm. Còn những cái đàn bè như vậy, bà con sinh sống ở trên những cái mặt sông như vậy rồi gọi nhà bè rồi làng bè, rồi cái khu mà nuôi cá cũng có luôn. Khu nuôi cá thì những cái ngôi nhà ở trên đó thì sẽ là những cái khu nuôi cá. Nguyên cái khu đó dài dẫn là làng bè nuôi cá không? Dạ. Những cái chỗ mà nhà làng bè mà nuôi cá là sẽ to như thế này nè. Nó còn những ngôi nhà bè thì nó sẽ nhỏ hơn, nó gọn hơn ở phía trong. Còn những cái chỗ nuôi cá thì nó sẽ to hơn ở ngoài phía ngoài này. Ở đây là cái khu mà tạp hóa, còn gọi là bách hóa. Có nhiều loại rau củ rồi cái gì? Nhiều loại mứt, trái cây rồi gia vị. Đây là toàn bộ những cái loại mà mứt đu đủ rồi tầm ruột rồi mứt hạnh. Ở đây là sẽ được bao bọc lại để tránh những cái bụi bẩn hoặc là ruồi này kia, rất là vệ sinh luôn. Ngoài ra đây có trà bông nữa nè, khu gà, trà bông, khu gà rồi bánh tráng. Cái này gọi là hiên đường bánh ngọt luôn á. Xuân Hỷ đứng đây chụp hình đi. Xuân Hỷ đẹp quá, xích cái đó kìa, xích kìa, đưa cái kẻ đó rồi, kìa đến nha, rồi 2, 3, ok, đẹp quá, ôi đẹp ha, nhiều loại bánh luôn á. Hình như là cái mấy cái loại mà treo mà chùm á. Mình vui ha, mấy đứa bé giờ lượt phá gì vậy? Thôi, mấy đứa bé mà dẫn vô đây là nó không chịu về luôn. Khu vực bánh kẹo. Bông ba.
nhiều ha. Cô này hả? Cô ba. Không, không phải cô ba, cô bán bánh xôi, bánh xôi. Cô bán xôi. Xôi nếp cẩm với xôi bắp hầm. Hello cô. Dạ. Cô bán xôi à? Ừ. Cô bán xôi, anh caramel muốn ăn xôi gì nè? Cái này xôi nữa. Mua cơm hết một bao bọc đi. Xôi nếp cẩm với bắp chà. Cái này gọi là bắp chà đúng không cô? Bắp hầm, cái đó là bắp hầm. Bắp hầm. Bắp hầm. Bắp chà thì còn nguyên hộp. Dạ. Cho con mỗi hướng gói. Đó là bánh phồng nè. Đây là bánh phồng. Thường là cô bán là ngay chân nhà mình á. Ngay chân chỗ Đại Phước Hàng. Ngay Đại Phước Hàng là buổi buổi sáng là cô thường đẩy ngang nhà chỗ Đại Phước Hàng á. Giờ này cô bán trong chợ hả cô? Cô đi vô cẩm hết muộn rồi mới đỡ ra đi vô trong này mua nếp rồi luôn à. Cô mua nếp trong này hả? Cô bán là một gói bao nhiêu tiền cô? 10.000 con. 10.000 một gói. Dạ. Cho con thêm một gói bắp luôn. Là có sâu có bắp đó phải không? Dạ đúng rồi. Hình như là hôm bữa là con nhớ là cô có kể cho con nghe là cô có nhiều người con đúng không? Rồi những người con của cô bây giờ đâu rồi? Đi chậu lại. Những người con cô có tổng cộng bao nhiêu người con? 8 người. 8 người mà mắc hết 8 người luôn không? Không. Hay là mắc bao nhiêu người? Mắc hết 7 người còn 1 người. Cô là có 8 người con. Dạ. Mắc hết 7 người. Còn có một người. Còn một người. Người đó bây giờ là còn ở chung với cô không? Không, nó có chồng, nó ở Viên. Nó ở bên Trung Quốc lận. Sao mà mắc tới, mỗi lần mà mắc tới 7 người luôn cô? Là do bệnh hay sao? Nó bệnh nền, rồi với lại nó bị tu quýt, tu gì đó. Cái bẩn là từ lúc là mắc là từng người hay là mắc? Dạ, từng người. Là cũng là do Covid luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, do Covid mà tới 7 người. Ghê vậy? 7 người. 7 người là do mắc từ vì Covid thôi. Mà bị nó cũng đi gì là đi dọc đường vào phần nó có bệnh nền đó, rồi người ta kêu nó có kêu nó chích vaccine đó, vaccine. Rồi sao nhỏ gái tôi chích dầu vô cái nó vô mâm cơm ăn cái nó gục lên gục xuống vậy nè. Ê tôi la nó, tôi nó hồng. Hồi vô ăn cơm lại mình ăn cơm gục vô bà vua. Cái nó buồn ngủ quá, mệt quá, quải quá. Thôi bà ăn đi, con nghỉ ăn đi. Cái làm gì đó. Giờ thôi mới dẫn nó đi ra ngoài ở chiếc thằng ba đó. Để cho nó lên trên cái chổng đó, cho nó nằm. Nằm cái tôi mới điện thì kêu chị dâu nó lên. Dạ. Thì nó thấy à thôi con ấy mà con chở một Hồng đi bệnh viện đi. Rồi nhà má xuống sao. Là trên này tôi rõ chuyện ảnh tôi đi xuống đó. Dạ. Rồi cái nó nói thôi má đi luôn đi. Nó không con đi xuống trước cho má xuống đi. Tôi nói nó vậy. Rồi đi xuống dưới rồi bác sĩ coi bác sĩ bắt đầu. Rồi mắc luôn. Không, mấy bữa sau rồi mắc. Dạ, thì chắc là do ảnh hưởng do virus nó vào phổi. Dạ đúng rồi đó. Bởi vì còn mấy người cô là có bao nhiêu người con trai? 4 người con trai. Mà nó đi lần đi hầu. Rồi còn con gái á thì mất nhỏ thứ 7 mà. Dạ. Rồi nhỏ thứ 5, rồi thứ 7. Rồi nhỏ Út. Giờ mất hết trơn rồi. Chỉ còn giờ người con gái. Mình lên nhỏ gái thứ 3 thôi à. Mà giờ làm ở Phú Quốc là làm à. Xa. Dạ. Giờ bà ở mình nên hay là có ở gia đình? Ở với nhỏ cháu ngoại. Cháu mẹ nó mất rồi nó không chịu ở với bên nội nè, lên tôi nè. Vậy là giờ là bà nuôi. Dạ. Rồi bé đó nó có đi học gì không? Bé nó học tới lớp 7 rồi cấp đó mẹ nó đau đó rồi nó xin cô nghỉ rồi nghỉ luôn. Dạ. Ở nhà xong sót mẹ nó. Thấy cuộc đời bà khổ quá. Con gửi tiền xôi cho bà nha.
Mấy con gửi thêm mới có gói hả? Lấy gói nữa không? Dạ. Gói hả? Gói này với sôi bắp chà nè. Nè. Bà quên như vậy rồi lỡ rồi tính lộn với người ta rồi sao? Người ta lại nhiều khi có người ta không trả rồi sao? Như lẽ với con riêng cô đi tập thể dục, người bé mua người hai gói, hai gói. Nhà bà ở đâu? Ở dưới bến đá nhà thờ mình, nhưng mà tôi ở sau kho của Hải Quan. Sau kho Hải Quan là nhà đó là nhà của bà đó giờ luôn hả? À, lâu rồi, hồi chồng Nguyễn tới nhà. Giờ mấy con gửi tiền hai hộp xôi cho bà nha. Không cô ơi, con gửi cho bà uống ăn bánh dạ, nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Đi, con cảm ơn bà nha. Cô bác, con chào cô. Cô bán lá này là cho người ta mua về ta làm bánh bánh tét hả cô? Bánh tét, bánh uống. Một bó như vậy là bao nhiêu tiền cô? Ký. Một ký hả? Một ký là bao nhiêu tiền cô? Ký 10.000. Một ký 10.000. Ký là cô sẽ ship những cái lá nguyên như vậy. Thường là cô không thấy ai mà bán lá gì trơn luôn á. Ấy là nhiều người ta sẽ tự đi lấy. Cái này là cô làm sẵn luôn. Cô làm sạch rồi cô bó sẵn rồi. Bó sẵn rồi tiền ha. Cái này là cô có rửa luôn hả cô? Không, tay nhiều tay nao tay rửa. Dạ. Cô thấy cái phần nước nước ở trên cái lá. Đúng chứ hả? Tại vì ta cắt ta đem lại mình đó. Dạ. Rồi mình mua vô bán ra. Mua vô bán ra. Ừ. Là ở đây là cô sẽ bỏ công ra, cô cắt ra, cô lựa lá, cô cuộn. Cái nào lại xấu quá mình sẵn mình bỏ. Mình đây là mình có mối người ta lấy sẵn hết trơn hả cô ha? Có, mối lại lấy. Dạ. Yeah. Ôi, cũng tiện ha. Ừ. Tôi cảm ơn cô nha. Bánh phồng bữa mình thấy rồi không hết. Bánh phồng là cái. Dạ, yeah, cái bánh phồng mà nãy mình mới mua xôi nãy. Vui vui ha, nhìn mặt tôi vui. Ôi, nhưng mà cô bán xôi mới đây mất tiêu rồi. Nhanh vậy? Mới xài qua mất tiêu rồi. Sao đây nhanh quá. Trời ơi. Cô quẹo cua. Cô quẹo cua, bởi đi qua xài qua mất tiêu cô rồi. Dạ, con chào cô nha. Để cô cho chuyện biết. Này bán quần áo em bé. Này là gần kết thúc chợ rồi. Bán đâu vậy? Quán này hả? Trời ơi, giờ này mới ăn sáng rồi vậy? Bán sao không kịp luôn. Đi đâu rồi, quay chương trình hả? Quay chương trình. Quay YouTube. Quán cà phê của bạn Quy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ai có ở chợ Châu Đốc mà có uống cà phê ủng hộ cho bạn nha. Ngay khúc này cũng gần khúc này gọi là khúc nào ta? Khúc ngay Bến Phà cùng Tiên Cũ. Trong cái khu vực này nè. Ăn đi nha, tôi đi nha. Ui, em thấy ở phía ngoài này có bát cơm phòng nữa nè. Ôi, chào cô. Chào chú nha. Ui, trời ơi, canh hấp dẫn vậy. Đúng là thiên đường món ăn mà. Canh này là canh chả cá hả chú? Ui, trời ơi. Chào anh. Cá này cá riêu hồng chiên. Không gà em bệnh, em nằm mới ngồi dậy nổi á. Ở ngoài đó lạnh lắm, em sợ em chịu không nổi. Ui con cá chê nè. Trời ơi. Ở đây là cô bán bọc đem về hả? Bán đồ ăn hả? Ờ, bán nhà. Trời ơi. Ui. Một phần như vậy là cô bán bao nhiêu tiền? Vậy là 30.000. 30.000. Có cơm luôn cô hả lời, đồ ăn không? Có cơm thì có, chứ miếng cơm. Cá kho nè.
Tôi là hấp dẫn quá à. Đó, đồ dạng thì con cũng nhiên con bắt đi. Nhìn cái màu thôi là đói bụng luôn á. Cô bán đây là lâu chưa cô? 20 năm. 20 năm, bán chỗ này thôi hả? Bán trong hẻm cầu. À, bán trong hẻm. Ở đây là cô bán là bao nhiêu món tổng cộng? Ngày 6-7 món. Một ngày 6-7 món. Là mỗi ngày là luân phiên là từng món khác nhau hả cô? Cô đang ép chả chiên nè. Thường là mấy giờ là cô dọn ra? 7 giờ. 7 giờ sáng. Cái gì con? Em chả. Ui, cho con xin chia sẻ tí xíu nha. Con nhìn thấy hấp dẫn quá. Ui, cá lưỡi châu nước ngọt. Wow, 7 giờ sáng cô đã bán rồi. Là nếu mà mình chuẩn bị từ sớm luôn hả cô ha? Mình đi xuống đây là 4 giờ đó con. 4 giờ. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Một canh như vậy là bao nhiêu tiền cô? 20-30. Ăn ít bán ít, ăn nhiều bán nhiều. Ôi tiện quá, nếu mà mình nhà mình bữa nào mình không có nấu đồ ăn á thì mình ra đây mình mua cũng tiện lắm á. Chả này chả cá hắc lát hay là lát? Hắc lát. Hắc lát luôn. Hắc lát với thịt. Cháu còn không ăn trên điện. YouTube mà. YouTube cũng ăn đâu, vừa quay rồi vừa ăn mới đúng. Vừa quay vừa ăn mới đúng rồi. Ôi, nguyên một nồi, nguyên một cá này là cá... Cá bà sa chị. Cá bà sa, cá khe. Cá sủ nữa. Nhiều món quá. Khô hả? Khô cá cha cái gì á. Hai chục ngàn nhiều quá. Em hai em bán em ra mẹ. Nấu chậu hoài luôn. Nấu chậu hả? Ở đây là mình gọi là địa chỉ, mình đây gọi là sao cô ha? Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường E. Chợ Châu Đốc. Ngay này là chợ cầu Cùng Tiên cũ. Khu ẩm thực. Mình có tên không? Mình có tên quán không? Không có tên quán. Quán cơm bụi đời. Quán cơm bụi đời. Vậy là mình từ ở ngoài đầu chợ gà mình đi vào đây là tầm 7 giờ sáng là có cô chú có ra chuẩn bị những cái đồ ăn như vậy. 9 giờ mới có món nè. Dạ. Mấy bọc canh đại bọc cái gì đó. Quý ra quảng cáo rồi quý. Ui, hấp dẫn. Cô bán mà cái view của cô ở phía sau là cả nhà thấy là những cái chiếc ghe, chiếc xù nó ba anh ấy đi qua đi lại. Hấp dẫn ha. Sườn, đùi gà, thịt xào mắm ruốc, cá kho tộ, cá chiên, cá này là cá chê, cá điêu hồng, hay là cá muốn ăn loại cá nào cũng được, cá lưỡi trâu, muối chiên. Ngoài ra là vậy là mình bán đi mình cũng có ngồi lại tại chỗ luôn, có ship luôn. Nếu mà ship cô ship thì liên hệ với cô số điện thoại nào? Nghĩ cho chị số điện nhé. 085 343 2873. Chợ Châu Đốc. Nếu mà ông bà cô chú nào ở Châu Đốc mà muốn ăn cơm như những cái phần như vậy á, một phần 20.000, 30.000 thì có thể là liên hệ với cô chú nha. 30 trở lên. 20 lỗ á. Bán đồ ngon. Dạ. Đồ tươi. Đồ tươi ngon. Con cảm ơn cô chú nha. Wow, chú đang chở cá. Dạ đúng rồi, chứ không thôi là nó bị dính da. Mà thấy đồ đây là biết là đồ chất lượng. Mình mua đồ ngon không mà con. Dạ, tiền nào của nấy hết chú ha. Chú đang bắt nồi bên kia để làm gì vậy? Này để làm nước mắm. Nước mắm, nước mắm cũng phải nấu nấu nước nóng. Cái mình nấu nước mắm nó đâu tan được. Dạ. Thơm quá chú ơi, nó bụng quá. Đi vòng vòng đi chút nha. Dạ. Thôi cảm ơn chú nha. Chúc chú bán hết sạch luôn. Dạ. Dạ. Cô bên đây là đang làm nước mắm hả cô?
Mắm gừng này mình ăn với cá chê ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt. Rồi con về nha. Bây giờ là cuối chợ rồi cả nhà ơi. Sạp này gọi là sạp bún. Sạp bún, sạp mì. Con cái trái này là trái chanh muối nè. À, đây hành muối đó trên. Dạ, hành muối. Chanh muối gì, trái bự bên đó. Chanh muối là trái này. Khu vực này là sạp bún, chợ bún. Có là bún tươi nè. Rồi bánh canh tươi nè. Bánh canh bún chuông, bánh canh bột sắc. Rồi nhiều loại bún lắm. Đây, sạp bún nha. Ui, khoai lang, khoai lang. Khoai lang chiên. Khoai lang. Ôi, hấp dẫn quá. Dạ. Cô bán khoai lang hả? Có chuối chiên không? Chuối chiên, sa kê. Ồ, có sa kê luôn. Sa kê. Rồi, để con qua con ủng hộ. Cái bàn này của cô gì vậy? Con để đồ. Quân. Dạ không. Dạ con tính sống thủy. Dạ. Sông Hỷ Vlog. Dạ. Ủa, biết Sông Hỷ Vlog luôn. Có xem. À, chung với chị. Dạ. Ánh Cua rồi nè phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Bạn gì em? Dạ YouTube là Sông Hỷ Vlog ạ. À. Dạ. Dạ. Ở đây là mình có bán là chuối chiên nè. À, khoai lang chiên. Khoai lang với sa kê luôn. Sa kê luôn. À. Mình bán một phần là bao nhiêu tiền á? À, chuối trái 5.000. Còn như khoai thì 5.000, 10.000 phần. Trái chuối có 5.000. 5.000 nha. Sao rẻ vậy? Mình ở đây mình bán dân lao động bình dân. Ờ. Chị bán đây là lâu chưa? Cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm, bán chỗ này luôn hả? Bán chỗ này luôn. Ngoài chị bán chuối chiên, khoai lang chiên, chị bán ngoài sau nữa hả? Hay của người khác? Không, ở đây không. Ờ. Wow. Đây, chuối này là chuối xiêm á chị ha? Chuối xiêm á. Em đứng đây em sợ em học nghề hả? À, không có đâu. Tự nhiên đấy, có gì đâu. Em gắn cái mít nha, em gắn ngay túi tiền, em sợ lọt tiền với chị. Tự nhiên mới là gặp tiền là thích thái luôn. Wow, chị có cái cây này là tự chế hả? À, cây này mình tự chế. Mới là mà để trái chuối vô là nhẹ nhàng như vậy nè, sợ nó bị tung té ra. Chiên hai dầu hả chị? Chiên hai dầu. Cái khoai sa kê là mình bán bao nhiêu một phần chị? À, thường thì ta mua 10.000 10.000 một phần. Chị mình mua 4 cái chuối đi. Rồi. Rồi sa kê. Dạ một tí nha. Nước khoai lang. Rồi khoai lang. 50.000. 50.000 tổng cộng. Cảm ơn. Ui, bọc sa kê của chị nè. Đây sa kê nha cả nhà, giống như trái mít vậy đó nhưng mà ở trong sa kê nó chiên lên ăn mùi lắm. Có trái này, có bọc ở dưới em dưới chân đó. À có đây 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 đó, sa kê sống. Đây giống trái mít nha, nhưng mà không phải là trái mít đâu mà là trái sa kê. À, cũng có mũ. Sa kê khi mà mình gọt vỏ ra thì cái phần lõi ở trong á mình sẽ đem đi chiên. Một á là mình chiên giòn là mình ăn rất là ngon, còn không là chiên bột hoặc là nấu những cái đồ chay á. Tôi phải mua sa kê, khỏi mua khoai lang. À, sa kê hả? Khoai lang cái nào cũng ngon. Vậy hả? Vậy cho em 4 trái chuối với bao nhiêu cục, bao nhiêu là lấy sa kê cho em nha. Rồi. Thường là mấy giờ là chị có bán rồi? 7 giờ em, 7 giờ, 7 giờ là sáng là có. Vậy này là 10 giờ mấy à? Bán là từ sáng tới mấy giờ chị? À, chắc cả 3-4 giờ. 3-4 giờ chiều. Bán chợ chiều xong ha. À. Buổi sáng ở đây như là nghe chị nói là có bán bán bún cá ngon. Bún cá ngon lắm hả? Cá ngon. Hôm nào mình ra đây mình ăn nha. À.
Đây cả nhà ơi, được chị tặng cho một miếng nè. Ăn dùng dùng thử đi, giờ xong mình sẽ bẻ ra ha. Wow. Đang quay phim. Đây, ở phía trong thì nó sẽ có bột bột như thế này nè. Đó, mền caramel nha. À. Mời cả nhà. Cái bột rất là giòn. Trong sake thì nó bùi bùi, nó mềm mềm. Anh nói là đúng rồi đó, ngon hơn khoai lang. Ngon hơn khoai lang luôn. Cái trong sake này nó ngọt á. À, nó béo á. Sake mà được trái già đó là nó béo rất là ngon. Ngon hơn cả khoai lang luôn. Ngon hơn khoai lang. Ngon hơn khoai lang nhiều. Mà sake nó ít, chỗ nào bán? Cái này ở đây giờ không có hàng. Mình mua ở Bình Dương ship về á. À. Nó phải theo mùa. À đúng rồi. Bên đây có hot girl bán bún nè. Hot girl bán bún. Wow. Cái này cũng gọn gọn hết chú ha. Rồi rồi, tới đi. Bán thứ chi mà bán bún đây nè. Con gái bán bệnh. Cái này của chị bán, còn bên đây con gái chị bán. Địa bàn của chị. Cô Duyên dạ. Là địa bàn của mẹ không? Ông ngoại lấy bọc 20 gấp khoai sake đi ông ngoại. Ông ngoại bà ngoại mà trẻ quá. Dạ dạ chờ em tí. Lấy cho khách trước cũng được. Đi giao gì vậy anh? Cái này là miếng. Bún miếng. À, 30. Ông ngoại lấy bọc bự đi, bọc bên kia kìa, bọc trắng á. Ông ngoại, bà ngoại, rồi tình ghê luôn á. Ông ngoại, bà ngoại. Quá trời đông luôn rồi. Trời ơi, muốn ăn gì nhiều vậy? 30 nghìn. Này 20 nghìn củ chiên. Dạ. Đang tập trung. Cái bột ăn vô nó giòn quá. Dạ, mình pha nhà. Dạ, mình pha nhà là những cái loại bột chứ mình không phải mua sẵn. Không có mua. Mình tự mình pha. Hồi bữa hổng cũng gì học bí quyết trên mạng về mua bột về tự làm. Cái trái chuối nó bị kỳ lắm. Nó sẹp lép à. Nói chung ra mình làm cũng được nhưng mà người ta chỉ không hết ngày đâu. Dạ. Mình tự mình học. Tự cái trái chuối mà mình làm á là nó đúng á là nó sẽ phồng to như vậy nè. Đúng rồi. Đây là bớt sake thôi đúng không chú? Đồ nhiều dữ vậy hả? Biết sao mình ở đây mình bán bình dân lao động không à? Mình cũng bán lao động à. Nên là mình cũng đúng rồi. Lại ít một chút. Rồi 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 rồi, có. Cho cô ơi, cho cô hai trái trước, cô lấy hai trái chuối hả? Lấy cho cô trước đi, để cô đợi. Cô đừng đứng ngoài nắng. Trái chuối này nhìn giống trái thanh long á. Giờ tự nhiên cái chờ phong trào mà thanh long giờ nhìn cái gì cũng giống trái thanh long. Còn bây giờ thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Thì giờ tranh thủ để đứng và đợi chú chiên chín. Song Hỷ cũng cảm ơn bà cô chú trong những ngày qua đã cùng với Song Hỷ chia sẻ những cái hiện tại sức khỏe của Song Hỷ thì cũng đã ổn rồi. Cảm ơn ông bà cô chú đã quan tâm đến sức khỏe của Song Hỷ. Còn bây giờ thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.